Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, những câu chuyện lạ lùng kỳ quặc vẫn đang xảy ra thường xuyên xung quanh cuộc sống của chúng ta. Trong đó có những chuyện thật khó để lý giải khi chú mèo nhà mình nuôi sau một thời gian mang thai lại đẻ ra một chú chó con. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thật hư câu chuyện nghe rất khó tin này. Mèo đẻ ra chó và hai con mèo con, chuyện lạ này xảy ra ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Anh Nguyễn Văn Linh, người đang làm việc tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, cách đây khoảng 10 ngày một con mèo rừng vào nhà ông Sơn, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong sinh con, nhà ông ở gần rừng núi. Vì nghĩ mèo rừng vào nhà đào hang để sinh con là bình thường nên gia đình ông Sơn không quan tâm. Cách đây 2 ngày khi nghe tiếng chó con trong hang, gia đình ông mới đến xem và phát hiện trong hang có 2 con mèo con và một con chó. Chó con vẫn bú sữa mèo mẹ như bình thường. Sự việc đang gây xôn xao và thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện mèo đẻ ra chó ở gia đình cụ ông người Trung Quốc Jiawel Nguyen, 74 tuổi, khiến người dân Trung Quốc tò mò và đổ xô về thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam để chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ. Mới đây, ở trang Nhân dân Nhật Báo đã đăng tải hình con mèo Niu Niu. Con mèo giống lông ngắn của Mỹ, nhà ông đã sinh ra 5 con mèo con. Nhưng có điều kỳ lạ là một trong số chúng càng lớn lên thì lại càng giống loài chó Chihuahua. Ông khẳng định rằng đây không phải là một câu chuyện hoang đường mà là một câu chuyện có thật, bởi vì ông chính là người đã đỡ đẻ cho Niu Niu, nhưng lúc đó ông không chú ý đến hình hài của nó vì ông nghĩ rằng nó là một con mèo bình thường như bao con mèo khác. Đến lúc nó lớn lên thì ông nhận thấy được một sự khác biệt rõ ràng rằng nó hoàn toàn giống loài chó Chihuahua, suốt ngày nó chỉ toàn kêu chi chi, mà không hề kêu một tiếng mèo mèo. Một điều lạ khác mà ông cho biết là mèo Niu Niu nhà ông không bao giờ đi làm chuyện ấy ở bên ngoài, nên không có chuyện nó lại giao phối với giống chó Chihuahua được. Điều này làm cộng đồng mạng xôn xao không tìm ra được câu trả lời. Điều mong băn khoăn nhất ở đây đó chính là bộ phận sinh dục của con mèo Chihuahua này nằm ở ngay dưới bụng, hoàn toàn giống như của một con chó. Hiện tại ông đã nhờ đến các nhà khoa học để giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Chuyện hy hữu trên xảy ra tại nhà ông Trần Văn Dương ở thôn Long Phượng, xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Khi con mèo nhà ông sinh được 5 con thì có một con rất giống chó. Ông Dương cho biết cách đây 1 tháng thì mèo nhà ông sinh, ban đầu cũng không thấy có gì khác thường. Nhưng được một thời gian ngắn thì thấy có 2 con giống chó, và đến bây giờ thì 1 con là chó và 4 con là mèo. Điều đặc biệt là chú chó con này không hề bị mẹ mèo hắt hủi và cho bú bình thường như những chú mèo con khác. Vì mèo mẹ ít sữa nên hàng ngày ông Dương phải mua thêm sữa bò cho chú chó con này uống. Phản ứng trước sự việc được xem là hy hữu này, một số người dân sống lân cận nhà ông Dương bán tín bán nghi, làm gì có chuyện đó, nhưng họ cũng cảm thấy hết sức thú vị, vì mèo vui vẻ cho chó bú là chuyện hiếm thấy. Giới khoa học trên thế giới đang đau đầu và nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra sau khi một người phụ nữ sống tại vùng ngoại ô nghèo của thành phố Passo Fundo, miền nam Brazil thông báo, con mèo cưng Mimi của bà đã sinh ra một đàn chó con. Bà Cassia Aparecida de Souza, chủ nhân của cô mèo đặc biệt này cho biết, Mimi đã mang bầu sau một thời gian hẹn hò và vui vẻ với chú chó hàng xóm. Mèo Mimi đã sinh được một lứa 6 con, 3 trong số chúng hơi giống mèo, tuy nhiên đã không sống được do thể trạng quá yếu. Còn lại 3 nhóc thì hoàn toàn giống hệt như các chú cún. Các nhà gen học đã vào cuộc lấy mẫu máu của các con vật này kiểm tra để khẳng định lại về chủng loại của chúng. Theo Reuters, những trường hợp như trên trong thực tế không phải quá hiếm hoặc quá thất thường trong thế giới động vật. Các loài vật có thể sinh ra con lai khi chúng tương đối gần gũi nhau về chủng loại. Ví dụ như sư tử và hổ khi qua lại với nhau có thể sinh ra một loài vật có tên gọi là Ligers. Còn một chú chó Whopping sẽ là con lai của cá voi và cá heo mũi to.
Tại gia đình cô Trương Liên Chi, huyện Quảng Ninh, Sơn Tây, Trung Quốc, có một câu chuyện hết sức kỳ lạ về mèo. Chuyện là con mèo Mimi 12 tuổi của nhà cô sinh được 3 bé mèo con, nhưng trong đó lại có một con mèo có vẻ bề ngoài rất giống một chú cún. Một cô mèo đã đẻ ra một con mèo có hình dạng và tính cách giống hệt một con chó. Tại gia đình cô Trương Liên Chi, huyện Quảng Ninh, Sơn Tây, Trung Quốc, có một câu chuyện hết sức kỳ lạ về mèo. Chuyện là con mèo Mimi 12 tuổi của nhà cô sinh được 3 bé mèo con, nhưng trong đó lại có một con mèo có vẻ bề ngoài rất giống một chú cún. Bỏ ngoài tai những lời nói của những người trong làng, gia đình cô vẫn quyết định giữ bé mèo lạ nuôi và còn đặt tên cho nó là Gai Gai. Gai Gai tức là ngoan ngoãn. Sau đó Gai Gai dần lớn lên và càng ngày càng giống một chú chó, khiến ai cũng đều kinh ngạc. Thậm chí cả tiếng kêu của nó cũng giống chó. Hiện tại Gai Gai nặng 5kg và nặng hơn mẹ nó 3kg. Với thân hình và vóc dáng to lớn như vậy, chẳng ai tin đây là hai mẹ con cả. Điều lạ lùng hơn là Gai Gai cũng thích những đồ ăn của loài mèo, là đồ ăn tanh như cá, và nó không hề thích chơi đùa cùng những con chó khác, mà lại chỉ thích chơi với anh chị em mèo của mình. Hiện tại gia đình cô Liên Chi vẫn chưa giải thích được vì sao mèo nhà mình lại có thể đẻ ra chó. Một người đàn ông ở Hàn Quốc cho biết một con chó mẹ trong nhà ông đã sinh ra một chú mèo con vào tuần trước. Ông Jeon Byung-bong, 63 tuổi cho biết, ông vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con chó trong nhà mình sinh ra một chú mèo con. Hiện tượng kỳ lạ này gây xôn xao trên các phương tiện thông tin ở Hàn Quốc trong những ngày gần đây. Khi con chó mẹ sinh ra, tôi nhận thấy một con chó con trông rất giống mèo, thậm chí nó có thể kêu meo meo. Sau đó tôi đã kiểm tra kỹ hơn và phát hiện đó thực sự là chú mèo con. Đây là một điều kỳ diệu. Ông Jeon Byung-bong cho biết trên tờ Korea Herald của Hàn Quốc. Sự kiện chó sinh ra mèo thu hút sự chú ý người dân quanh thị trấn nơi ông Jeon Byung sinh sống. Ông Jeon nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của mọi người và phóng viên các hãng tin Hàn Quốc muốn đến nhà ông để chứng kiến chú mèo con kỳ lạ. Về nguyên nhân chó sinh ra mèo, ông Jeon giải thích: "Con chó nhà tôi từng đi lang thang suốt đêm không về nhà, và tôi nghĩ nó đã giao phối với một số con mèo hoang sống ngoài đường." Tuy nhiên, giáo sư Son Chang-ho, một chuyên gia về khoa học thú y tại Đại học Quốc gia Jeonnam, Hàn Quốc khẳng định, chó không thể sinh ra mèo bởi bộ gen của chó và mèo hoàn toàn khác nhau. Một con chó mẹ không thể sinh ra con là mèo, giáo sư Son Chang-ho khẳng định. Số lượng và đặc điểm của nhiễm sắc thể ở loài chó và loài mèo khác nhau hoàn toàn. Có thể con chó nhỏ có ngoại hình trông giống một con mèo. Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng chó sinh ra mèo được ghi nhận. Một trường hợp tương tự ở Trung Quốc cách đây vài năm cũng được các tờ báo đưa tin. Cách đây 6 năm ở Brazil, một trường hợp mèo sinh ra hai chú chó con cũng được ghi nhận. Một con chó mẹ đã khiến cả nhà ông Hua Changbang ở Hoàng Giang, thành phố Zhangjiang, Trung Quốc, ngã ngửa sau khi sinh ra một chú mèo con. Hua Changbang, người nuôi chú chó đặc biệt này cho biết, sinh vật lạ lùng này là con thứ ba trong lứa. Hai con chó con đầu tiên ra đời rất bình thường, nhưng khi đứa thứ ba xuất hiện, cả nhà tôi vô cùng ngạc nhiên vì thấy đó là một sinh vật giống mèo. Nó là một con mèo, chẳng phải chó gì cả, Hua nói. Dân làng đã đổ xô đến nhà ông để xem con mèo này, trong khi các bác sĩ thú y địa phương khẳng định chú ta thật sự là chó con, nhưng mang vẻ ngoài của mèo bởi một đột biến gen. Nó thường xuyên sủa như một chú chó thực thụ. Hoa cho biết con trai ông đã mang con chó mẹ về từ thành phố Liêu Ninh, nơi anh này làm việc một năm trước. Những câu chuyện tưởng chừng như rất vô lý nhưng lại xảy ra ở cả trong nước và trên thế giới, khiến bất cứ ai nghe cũng cảm thấy lạ lùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện độc lạ trong các chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Xin chào và hẹn gặp lại!